dữ liệu phạt nguội ở Huế, gần đây, ở Thừa Thiên Huế có thông tin cho rằng, muốn không bị xử phạt nguội thì có thể liên hệ với trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh, trung tâm để can thiệp xóa dữ liệu. Thông tin này còn cho rằng, muốn tránh các biên bản phạt nguội, người vi phạm có thể dùng các mối quan hệ để nhờ can thiệp xóa dữ liệu tại trung tâm. Ông Nguyễn Xuân Sơn, giám đốc sở tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định những thông tin trên là không chính xác. Phần mềm được triển khai theo cơ chế giám sát lưu vết và không thể có bất cứ hành động nào có thể can thiệp xóa dữ liệu. Đồng thời thông tin đều công khai trên website và ứng dụng trên di động để bà con giám sát, ông Sơn nói, từ 1 tháng 11, Thừa Thiên Huế bắt đầu phạt nguội các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát. Việc xử phạt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ dựa trên cơ sở dữ liệu từ hệ thống ghi nhận hình ảnh của trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. Hệ thống giám sát tại trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh có thể tự động nhận biết các hành vi vi phạm an toàn giao thông của người dân. Theo đó, các hành vi vi phạm như xe dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định xe chạy vào đường cấm vào thời gian cấm xe không được phép không có tuyến vào thành phố xe chạy sai luồng sai tuyến xe vượt đèn đỏ xe quá khổ xe quá tải lấn chiếm lòng lề đường trái phép thi công công trình trên đường bộ không đảm bảo an toàn giao thông các hành vi trên được ghi nhận trực tiếp từ hệ thống ghi nhận hình ảnh do trung tâm quản lý và hình ảnh được các cá nhân tổ chức phản ánh qua kênh tiếp nhận của trung tâm đã được trung tâm xác minh thông tin theo quy định sẽ bị xử lý và xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật